Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh. Thì hôm nay Phúc mời mọi người làm cái món bánh đúc từ bắp ngọt với mình. Món này thì mình cũng làm rất là đơn giản, không quá cầu kỳ, cũng không cần đem đi hấp nữa. Làm xong thì mình sẽ được những cái đĩa bánh đúc trông ngon như vậy. Khi ăn vào thì bánh đúc có độ dẻo, mềm tan ở trong miệng. Và đặc biệt là bắp vừa thơm mà lại có cái độ béo ngậy nữa các bạn. Mình ăn cùng với lại thịt băm, hành phi, ngò rí và nước mắm. Thì món bánh này cũng giống như là cái món bánh đúc nóng thôi, tuy nhiên thì mình sẽ làm cho hơi cứng tay chút xíu nha. Và để biết cách làm thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với mình. Và để làm bánh thì mình có sử dụng ở đây là 200 g bắp ngọt nè các bạn. Mình lãi hàng ra rồi mình mới cân lên nha. Bột thì xài 65 g bột gạo, 65 g bột năng, 20 g hành phi, 800 ml nước lọc, một ít ngò rí, hành lá, tỏi băm và 200 g thịt xay nữa. Tất cả nguyên liệu mình vẫn để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì mình sẽ cho hết ớt vào trong ca sinh tố. Sau đó thì các bạn đổ nước vào, mình xay mình lấy nước bắp nha. Bắp ngọt thì mình cũng đã xay xong rồi và cũng đã lọc ra. Thu được ở đây vẫn là 800 ml nước nha các bạn. Mình cho hết vào trong nồi. Cái màu vàng rất là đẹp. Tiếp theo thì sẽ cho hết bột năng và bột gạo vô. Rồi mình cho vào chút xíu muối, một ít bột ngọt, nửa muỗng cà phê đường. Cho vào xong hết thì bây giờ mình sẽ hòa tan bột ra. Công thức này thì mình sẽ cho ít nước hơn và cũng không cần sử dụng thêm bột bắp hoặc là bột nếp nữa. Hòa tan xong thì mình sẽ để bột nghỉ khoảng 15 phút. Trong thời gian đợi bột nghỉ thì mình sẽ đi ướp thịt. Các bạn cho hết thịt xay vào trong tô. Sau đó thì cho vô một ít tỏi. Gia vị thì mình cho vào chút xíu muối, một chút bột ngọt, nửa muỗng cà phê đường. Dầu hào thì mình cho vào 2 muỗng cà phê. Cuối cùng mình cho vào nửa muỗng cà phê tiêu. Xong rồi thì mình trộn đều để cho cái phần gia vị này thấm nha. Và tiếp theo thì mình sẽ làm tới phần nước mắm chan. Mình chuẩn bị ở đây là 500 ml nước lọc. Sau đó thì cho vào đây 50 g đường cát. Cho vào thì các bạn hòa tan ra. Và 20 ml giấm chua. 50 g nước mắm ngon. Cho vào rồi thì mình sẽ hòa tan đường và đổ nước mắm vào trong nồi đi nấu cho sôi lên. Cái phần nước mắm chan này cũng rất là quan trọng nha các bạn. Nồi mắm chan thì mình cũng đã nấu cho sôi, mình sẽ để sôi tầm khoảng 1 phút. Sau 1 phút thì mình sẽ tắt bếp và cho hết nước mắm chan ra ngoài tô để cho nguội nha. Gia vị mình ướp thì cũng đã thấm hết rồi. Mình sẽ chuẩn bị một cái chảo, các bạn cho vô chút xíu dầu. Dầu nóng rồi thì cho thịt vô. Cho vào thì mình đảo đều để cho thịt săn lại. Tỏi đã có sẵn ở trong thịt rồi nên là mình sẽ không cần phi thơm tỏi ở ngoài nữa. Và chảo thịt băm thì cũng đã săn hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ xào cho chín. Và các bạn nêm lại xem là gia vị đã vừa hay chưa, chưa thì mình cho thêm nha. Khi mà mình xào được một lúc thì thịt sẽ ra nước như vậy. Mình sẽ xào cho cái phần nước này khô lại luôn. Hôm nay thì mình không có sử dụng mộc nhĩ. Gia vị mình nêm thì cũng đã vừa ăn rồi các bạn. Lúc này thì thịt bằm cũng đã chín. Mình cắt nhỏ cái hành lá mình cho vô. Cho vào rồi cũng tắt bếp luôn. Rất là thơm nha. Bây giờ thì mình cho chảo thịt xuống và bắt đầu đi khuấy bột. Và nồi bột thì mình cũng đã để nghỉ đủ 15 phút rồi. Mình đặt nồi lên trên bếp.
Mở bếp lên thì mình sẽ để với lửa lớn. Mở lửa lớn lúc đầu á để cho bột nó sẽ nhanh nóng. Bột mình khuấy thì cũng đã bắt đầu nóng rồi này các bạn. Bây giờ mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Mình để khoảng mức 3, mức 4 là được rồi nha. Bột thì cũng đã đặc. Bây giờ mình sẽ giảm lửa lại để khoảng mức 1, mức 2 thôi. Và mình sẽ khuấy trong vòng là 10 phút nha. Để cho bột chín hẳn và có cái độ dẻo ngon hơn. Làm với lại bắp á, thì nó có cái màu vàng nhạt. Chứ không có trắng tinh như là bột bình thường. Nó lại rất là thơm. Rồi bánh đúc bắp thì mình cũng đã khuấy được 10 phút rồi các bạn. Và bột cũng đã chín rồi. Khi chín á, thì bột nó sẽ trong lại. Lúc này thì mình tắt bếp đi và chuẩn bị khuôn để mà đổ ra. Và khuôn mình sử dụng ở đây là một cái đĩa, sau đó thì các bạn lót hai miếng lá chuối có thoa dầu lên, rồi mình cho cái phần bột bánh đúc này ra. Lúc còn nóng á, thì bột nó sẽ dẻo như vậy, nhưng mà khi nguội lại thì bánh nó sẽ cứng hơn chút, mình có thể cầm lên và cắt được. Và bánh thì mình cũng đã để cho nguội hẳn rồi các bạn, lúc này thì bánh của mình cũng đã dẻo. Mình mang bao tay vào và các bạn thoa trên đôi bao tay này một ít dầu nha. Và sử dụng bàn chấm mình cũng thoa dầu lên luôn, để khi cắt thì bánh nó sẽ không có bị dính. Nó chỉ cứng hơn là cái món bánh đúc nóng hôm qua thôi, tuy nhiên thì bánh của mình vẫn mềm. Mình làm cứng quá thì ăn nó sẽ không có được ngon và dễ ngán nữa. Cắt xong thì mình sẽ lấy bánh lên. Vì ở dưới miếng lá chuối mình cũng đã có thoa dầu rồi nên là bánh không có bị dính. Màu vàng của bánh rất là đẹp nha, mà lại thơm nữa. Bánh thì nhìn đúng nín như vậy, rồi bây giờ thì mình sẽ chấn ra thành những cái miếng nhỏ. Nếu mà các bạn không thích cắt ra thì khi khuấy xong mình cho vào chén mình thưởng thức luôn. Và bánh thì mình cũng đã cắt ra xong rồi. Mình cho cái phần thịt băm vào. Cho thịt vào rồi thì bắt đầu mình sẽ cho ngò rí. Tiếp theo là tới hành phi. Cuối cùng thì mình sẽ chan nước mắm vào. Nước mắm mình làm thì không có mặn lắm các bạn. Và bánh thì mình cũng đã làm xong hết rồi, nhìn trông rất là bắt mắt nha các bạn. Rồi thì bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với mình. Và bánh khi ăn vào á, thì bánh của mình dẻo, mềm, gần như là tan trong miệng nha các bạn. Tuy nhiên thì mình vẫn cầm lên mình cắt được. Thì cũng giống như là cái món bánh đúc nóng thôi, nhưng mà mình sẽ làm cho nó cứng tay hơn chút xíu. Nước mắm thì vô cùng vừa ăn, kết hợp cùng với lại hành phi, thịt băm, ngò rí rất là thơm nha và cũng rất là dễ làm. Và mình thì cũng đã chia sẻ xong tới các bạn rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.